Chào các bạn đã quay trở lại. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn học sách tiếng Anh lớp 4 chương trình mới. Và chúng ta hãy cùng bắt đầu nhé. Number 3. Look, complete and read. Là hãy nhìn, hoàn thành và đọc. Number 1. Is or is Monday? Đây là thứ 2. And number 2. I study at school on Thursday, là tôi học ở trường vào thứ năm. And number 3, I stay at home on Saturdays, là tôi ở nhà vào thứ bảy. And number 4, I listen to music, là tôi nghe nhạc. On Sundays là tôi nghe nhạc vào chủ nhật.